Máy tính của người phê duyệt đề nghị giải ngân cần cài đặt hai phần mềm là phần mềm hỗ trợ plug-in của nhà cung cấp USB token để hỗ trợ ký số và phần mềm VNPT plug-in để Vietinbank Infast hỗ trợ ký số giấy nhận nợ theo đường dẫn trên màn hình. Sau khi cài đặt VNPT plug-in, user phê duyệt khởi động lại máy tính để thực hiện ký số. Bước 1, user tạo điện đăng nhập Vietinbank Infast. Trạng thái điện lúc này là ngân hàng chờ ký số. Người tạo điện sẽ thực hiện kiểm tra giấy nhận nợ file PDF mà ngân hàng đã gửi đến, sau đó click chuyển kiểm soát. Bước 2, tại màn hình của user phê duyệt điện, chọn duyệt giao dịch, tín dụng, chọn tiếp giải ngân và chọn điện để ký số. Người dùng kiểm tra chứng thư số đã được đăng ký với ngân hàng. Sau khi kiểm tra chứng thư số, người dùng thực hiện ký số. Bước 3, người dùng phê duyệt điện bằng phương thức xác thực SOX OTP trên Vietinbank Infast. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Giải ngân và phát hành bảo lãnh online một chạm, giải pháp tiên phong từ Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.